Giải vô địch trẻ và giải vô địch thể thao người khuyết tật toàn quốc 2016 sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 7 đến hết ngày 14 tháng 7 với 7 môn thi đấu chính thức. Giải đấu năm nay có khoảng 1.000 vận động viên đến từ 31 đoàn trên cả nước tham gia. Giải sẽ diễn ra ở hai địa điểm là nhà thi đấu Tân Bình và sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Hiệp hội Paralympic Việt Nam cũng đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng tài trợ cho giải. Bên cạnh đó, Quỹ Parasport cũng trực tiếp trao tặng 150 triệu đồng cho công tác giải và công tác chuẩn bị của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic 2016 tại Brazil.